nha. Chúng ta nhớ lại này, dãy con chung dài nhất còn giải quyết chia chia quy động này, thì cái bài toán tổng quát dãy thứ nhất có y phần tử, dãy thứ hai có z phần tử. Đấy, thì chúng ta giả sử là cái CZ là độ dài của cái dãy con chung này, tức là độ dài của dãy con chung của cái dãy mà dãy thứ nhất có y phần tử và dãy thứ hai là z phần tử, nghĩa là CZ. Được chưa? Và chúng ta cũng biết là nó sẽ có 3 bài toán con. Bài toán con thứ nhất là dãy thứ nhất là có y trừ 1 phần tử z, dãy thứ hai có z trừ 1 phần tử. Đấy, bài toán con thứ hai là dãy thứ nhất có y trừ 1 phần tử, dãy thứ hai là z phần tử. Và bài toán con thứ ba là dãy thứ nhất là y phần tử, dãy thứ hai là z trừ 1 phần tử. Được chưa? 3 bài toán con. Đấy, và bài toán con nhỏ nhất thì đây là cách viết cốt vừa ngắn. Đấy là nếu một trong hai dãy mà không có phần tử nào, nếu một trong hai dãy mà rỗng thì dãy con chung của chúng ta chắc chắn cũng rỗng. À, vì rỗng thì xây gì mà không. Đây là bài toán con tới bài toán con kích thước giới hạn, bài toán con nhỏ nhất có thể giải quyết được ngay bằng độ phức tạp hằng số. Thế thì trong ba bài toán con này chúng ta xác định xem là trường hợp như nào thì nó sẽ giải quyết thông qua bài toán con nào. Và chúng ta cũng biết là trong mỗi trường hợp mà gì, cái phần tử cuối cùng của dãy thứ nhất ấy, ngay cả phần tử cuối cùng của dãy thứ hai, thì chúng ta xét là cái hơn kém có một phần tử nữa mà. Đấy, xy bằng yz thì chắc chắn là từ cái bài toán y trừ một z trừ một thì chúng ta sẽ thêm một cái phần tử chung, tức là độ dài của nó sẽ cộng thêm một. Đấy, độ dài nó cộng thêm một, chúng ta sẽ có cái này. À, tuy nhiên là chúng ta có thể dễ dàng chỉ ra được rằng là cái lời giải này mà so với cái lời giải của các bài toán con y trừ một z và y z trừ một chắc chắn là nó không bao giờ nó kém hơn, mà trường bình thường nó sẽ lớn hơn hoặc tối đa là bằng. Vì vậy là trong giải thuật của chúng ta là cứ gì cái phần tử cuối của dãy thứ nhất và phần tử cuối của dãy thứ hai mà bằng nhau thì chúng ta sẽ giải quyết thông qua bài toán này. Phượng chú ý chỗ này nhé. Thế còn trường còn lại, cái hai phần cuối của hai dãy mà khác nhau thì chắc chắn là nếu mà giải quyết thông qua cái bài toán y trừ một z trừ một với lúc đấy CZ nó chỉ bằng CI trừ một z trừ một thôi, bởi bản thân lại cái hai phần cuối nó khác nhau rồi, chưa? Thì cái lời giải nếu mà so với CI trừ một z trừ một ở đây thì chắc chắn là nó sẽ không thể tốt bằng một hai lời giải kia, bởi vì hai cái bài toán này kiểu gì nó cũng hơn một phần tử. Ví dụ như y trừ một z với y trừ một z trừ một thì cái y trừ một z nó sẽ hơn so sánh của cái dãy thứ nhất và dãy thứ hai thì nó thêm phần tử cuối cùng nên là khả năng nó sẽ tốt hơn hoặc cùng lắm là bằng. Đấy. Do đó là gì, chúng ta chỉ cần gì thì mắc của hai cái bài toán con này chứ không cần phải gì mắc thêm cả bài toán y trừ một z trừ một nữa, và mặc định trong thuật toán của chúng ta. Đấy. Cách giải quyết nó thông qua ba bài toán con như này, chúng ta cứ xét đi hai phần tử cuối hai dãy bằng nhau thì giải như thế này, còn nếu khác nhau thì giải như thế này, thế thôi, chưa? Thế còn nếu trường bằng nhau thì chúng ta lấy cái nào cũng được, nhưng mà cô nốt thêm một cái nữa là nếu bằng nhau thì chúng ta cứ mặc định một là gì, tại vì nó sẽ xảy ra nhiều trường như thế. Bạn nào có thói quen mà y trừ một z, các bạn trong cài đặt ấy thì chúng ta cứ viết theo y trừ một z, còn không thì chúng ta cứ viết theo y y trừ một. Ok nhá. Thế thì với dãy con chung dài nhất của Hưng Yên và Hải Dương này, Hưng Yên, Hải Dương. Đấy, thì lưu bước 1 đã chia xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải lưu lại lời giải thôi. Lưu lại lời giải thì dùng danh sách, ở đây chúng ta dùng kiểu dạng bài như thế này. Thì bài toán con là nhất với y ở trên này đúng không? Y dưới này. Đấy, y bằng 0 này. Hoặc z bằng 0. Thì lời giải của chúng ta đều là không hết. Đúng không? Đây là lời giải của bài toán con nhỏ nhất. Y bằng 0 hoặc z bằng 0. Rồi tiếp tục nhá. Nếu như xét hai cái bài toán con lớn hơn, bởi quy hoạt động của chúng ta là bottom up. Bottom up là xét từ giải từ bài toán con nhỏ nhất, xong đấy giải bài toán con lớn hơn bài toán nhỏ nhất đấy, cứ thế giải bài toán kích thước lớn hơn và đến cho khi mà gì giải được cái bài toán tổng quát thì chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta
sẽ mò lại, lần lại kết quả. Có bài toán nữa không cần lần lại, nhưng bài toán dạy các trường giỏi nhất này thì có đúng không? Đấy, thì bây giờ là chúng ta xét cái bài toán con mà dãy thứ nhất có một phần tử, dãy thứ hai một phần tử. Đấy. Và cái này thì nó giống nhau đúng không? Còn đúng theo thuật toán thôi. X, Y và Z mà giống nhau thì giải quyết thông qua gì đây? Đấy. Y trừ 1, Z trừ 1 là không, cộng thêm 1 là 1. Và nhớ là chúng ta sẽ lưu lại lời giải. Cô vẫn dùng mũi tên cho nó dễ nhìn nhá. Tiếp tục cái bài toán dãy thứ nhất thì có dãy thứ nhất của chúng ta đây, tức là bài toán mà có hai phần tử và dãy một dãy thì có một phần tử, và đây xy và yz chúng ta khác nhau, vì khác nhau nên là đấy, giải quyết theo cái công thức này, tức là lấy mắc của không và một, mắc của không và một là một. Tức là nó sẽ giải quyết thông qua bài toán gì đây? Y, Z trừ 1, Y, Z trừ 1. À, chúng ta nhớ là nốt lại lời giải. Rồi tương tự nhá. H và Y khác nhau đúng không? Lấy mắc. Mắc của Y trừ 1 Z và Y Z trừ 1. Đấy, mắc của 0 và 1. Nó là 1. Chú ý nhá. Các bạn có lúc nãy ngồi nhắc rồi đó, chúng ta có hai thông tin đối với lưu lời giải của bài toán con. Một là CZ, tức là độ dài của dãy góc chung dài nhất của bài toán con. Hai là chúng ta sẽ lưu lại là cái bài toán CZ này nó sẽ giải quyết thông qua bài toán con nào trong ba bài toán Y-1Z, Y-1, Z-1 và Y-Z-1. Đấy. Thì ở đây các bạn lưu thông tin nào trước thì chúng ta có mặc định lưu thông tin đi trước. Ví dụ ở đây cô sẽ lưu CZ trước và BZ sau, tức là cái độ dài dãy góc chung trước và cái giải quyết thông qua bài toán con nào sẽ sau. Thế bạn nào muốn là lưu BZ trước và CZ sau thì chúng ta cũng thống nhất từ đầu đến cuối như thế, chứ không để lẫn lộn nó rất là khó nhìn. Đấy, tương tự nhá, H và D được chưa? Khác nhau, hai phần tử khác nhau thì chúng ta giải quyết theo mắc của Y trừ 1 Z và Y Z trừ 1. Đấy, mắc của 0 và 1 thì là 1. Đấy, H và U khác nhau, HU khác nhau, lại lấy mắc của 0 và 1 là 1. Tương tự, cái này nhá, khác nhá, N khác nhá, G khác, giống như vậy. Cái hiệu của nó mà rất thông minh, nhưng mà tội là cô vẫn muốn là để dùng mũi tên để cho nhìn cho chúng ta dễ nhìn. Rồi tiếp tục bài toán con lớn hơn, hai phần tử x, y và y, z của chúng ta là khác nhau, vì vậy nó sẽ lấy mắc của y trừ 1 z và y z trừ 1. Trong trường này là mắc của 0 và 1 thì là 1. Tương tự, đấy, bài toán con lớn hơn, A và U khác nhau. Vì khác nhau nên chúng ta lấy mắc của 0 và 1. Mắc của soi, mắc của 1 và 1 đấy, thì là 1. Và trường hợp này chúng ta thấy là hai cái giá trị bằng nhau, vì vậy chúng ta lấy là Y trừ 1 Z hoặc Y Z trừ 1 là được. Cái này các bạn sẽ lấy theo mặc định. Giả sử cô sẽ lấy thì Y trừ 1 Z. Đấy. Và chúng ta cứ thống nhất là bằng nhau, chúng ta sẽ lấy theo y trừ 1 z. U và y khác nhau, lấy mắc của 1 và 1. Đấy,
Đây, D và U khác nhau. Cũng lại lấy mắc của 1 và 1. U và U giống nhau đúng không? Giống nhau thì cứ theo gì? Đây, giải quyết thông qua. Đúng lý thuyết thôi. Nó sẽ là y trừ 1, j trừ 1 là xây gì? Y trừ 1, j trừ 1 cộng thêm 1, tức là 1 cộng 1 là 2. À, u và khác nhau đúng không? X, y và y, z khác nhau nên lấy mắc của. Lúc này thì không thể lấy mắc định được mà chúng ta bắt buộc mắc của 1 và 2 thì là 2. Và chúng ta sẽ lưu lại lời giải. Tiếp tục N và U. Đó, cứ so sánh XY và YZ thôi, khác nhau. Lấy mắc của 1 và 2 thì là 2. G và U cũng khác nhau. À, tiếp tục bài đáng con lớn hơn, N và H khác nhau. Lấy mắc của 1 và 0 là 1. A và N khác nhau. Đấy. Cứ xét XY và YZ thôi, A và N khác nhau. Vậy lấy mắc của 1 và 1. Đấy, của hai bài toán con này. À, đây, ở đây cô lấy mắc định là Y trừ 1Z. Tại vì khi thuật toán chúng ta cài đặt thì chúng ta cài đặt các mặc định thôi. Chúng ta thường so sánh y và y khác nhau đúng không? Thì chúng ta sẽ trả lại xây dựng dự án bằng thế này hoặc return. Tùy các bạn còn gọi đề quy thông thường quy động chúng ta viết theo lạc thôi. Hầu như không viết theo đề quy. Và trong trường hợp còn lại L thì đấy chúng ta lại so sánh. Đấy tìm số lớn hơn. Thế mà cái giá trị lớn hơn đấy nó là xây y trừ 1z thì chúng ta sẽ gắn lại. Cái base z, cái để lưu vết. Nếu không thì chúng ta gắn lại là bằng cái bên này. Cái đấy là tùy theo code. Đây là minh họa là chúng ta sẽ chạy theo ý tưởng thuật toán. Y và N khác nhau. Vậy chúng ta sẽ lấy mắc của một trong hai bài toán con. Đấy, D và N khác nhau. Lấy mắc của một trong hai bài toán con. U và N khác nhau, lấy mắc này thì chắc chắn là phải gì? Mắc của 2 và 1 phải là 1 rồi. 1 là sai và 2 là đúng bởi vì 2 là số lớn hơn. Đấy. N và O khác nhau, lấy mắc của bài toán con Y trừ 1Z và Y trừ 1, mắc của 2 và 2 là 2. Cái này chúng ta lấy theo mặc định. N và N giống nhau, XY và YZ đấy, giống nhau thì chúng ta lại giải quyết theo trường hợp này đúng không? Tức là nó sẽ là y CY trừ 1 Z trừ 1 cộng thêm 1, 2 cộng 1 là 3. G và N khác nhau đúng không? XY YZ khác nhau thì chúng ta lấy mắc của hai bài toán con. Mắc của 2 và 3 thì là 3 và chúng ta nhớ lưu vết cho nó đúng. Đấy, tương tự G và H khác nhau, lấy mắc của 0 và 1 là 1. G và A khác nhau tương tự. Cũng lấy x, y, v, z khác nhau. Chúng ta lấy mắc của y trừ 1z và y, z trừ 1. Mắc của 1 và 1 thì là 1. G và y khác nhau. Mắc của 1 và 1. D và g khác nhau. Lấy mắc của 1 và 1. U và G khác nhau, lấy mắc của 2 và 1 à. Thì là 2.
O và G khác nhau, lấy mắc của 2 và 2 là 2. G và N khác nhau, lấy mắc của 3 và 2 là 3. G và G, XY và YZ bằng nhau. Đấy, lại giải quyết thông qua bài toán này. Vì vậy chúng ta sẽ là CI trừ 1, Z trừ 1 cộng 1, tức là 3 cộng 1 là 4. À, bài toán con lớn hơn. Y và A khác nhau, lấy mắc của 1 và 0 là 1. Y và A khác nhau. Đấy, nó sẽ lấy mắc của hai bài toán con này, nó vẫn là 1. Chúng ta cái này chúng ta lấy theo mặc định nhá. Y và y dài y ngắn khác nhau, lấy mắc của y trừ 1 z và y z trừ 1, mắc của 1 và 1. D và y khác nhau, lại lấy mắc của 1 và 1. U và y khác nhau, lấy mắc của 2 và 1. O và y khác nhau, lấy mắc của 2 và 2. Cái này chúng ta lấy theo mặc định. N và y khác nhau, lấy mắc của 3 và 2. Cái này không lấy theo mặc định được, mà bởi vì là giá trị của nó không giống nhau, khác nhau, nên là chúng ta lấy đúng theo cái liên vết, đúng theo bài toán. G và y khác nhau, lấy mắc của y trừ 1 z và y trừ 1, lấy mắc của 3 và 4 đây là 4. E tiếp tục bài toán kích, vẫn bài toán E và H khác nhau, mắc của 1 và 0. A và E khác nhau, lấy mắc của 1 và 1. D, E và Y khác nhau, lấy mắc của 1 và 1. D và E khác nhau, lấy mắc của 1 và 1. U và E khác nhau, lấy mắc của 2 và 1. O và E khác nhau, lấy mắc của 2 và 2. Cái này lấy theo mặc định. E và N khác nhau, lấy mắc của 3 và 2 là 3. E và G khác nhau, lấy mắc của 4 và 3 là 4. Cứ tương tự như vậy, chúng ta giải quyết cứ bài toán lớn hơn và lớn hơn nữa. H và N, XY và YZ khác nhau, chúng ta lấy mắc của 1 và 0. A và N khác nhau, lấy mắc của 1 và 1. Cái này lấy theo mặc định. Y và N khác nhau, lấy mắc của 1 và 1. Cái này lấy theo mặc định. Mặc định một trong hai bài toán con thì chúng ta mặc định bài toán nào theo thi code thôi. DN khác nhau, mắc của 1 và 1 cũng là lấy theo mặc định. U và N khác nhau, lấy mắc của bài toán CI trừ 1 Z và EZ trừ 1, lấy mắc của 2 và 1 là 2. Đấy, O và N khác nhau, lấy mắc của 2 và 2. N và N giống nhau, đúng không ạ? Giống nhau nhá. Đấy, thì chúng ta cứ đúng theo lý thuyết thôi. Như cái định hướng giải quyết hoặc huy động chúng ta. Đấy, thì chúng ta giải quyết thông qua bài toán y trừ 1 z trừ 1 cộng với 1.
Tức là ở đây chúng ta giải quyết là theo bài toán này, và c trừ 1, c trừ 1 cộng thêm 1, 2 cộng 1 là 3. Thì trường hợp này các bạn, một số bạn sẽ thấy là nó bằng với cái kết quả của cái bài toán con y trừ 1 z. Đấy, nó bằng với kết quả của bài toán này, nhưng các bạn lưu ý là theo thuật toán của chúng ta thì làm sao? Bởi vì chúng ta đã chứng minh được, người ta chỉ ra rằng là cùng lắm mà nó bằng thôi, và thường nó lớn hơn, nó sẽ tốt hơn. Vậy nó sẽ không bao giờ xấu hơn. Chắc chắn nó ra một lời giải đúng, một lời giải mà có cái độ dài của dãy con chung là dài nhất. Sau đó là trường hợp này chúng ta cứ đúng theo thuật toán nhé, chứ đừng có bạn nào lại lấy gì ạ, thấy là cái chữ nó như nhau, không được. Rồi, n và g khác nhau, vậy chúng ta sẽ lấy lời giải thông qua một trong hai bài toán con này. Và đây chúng ta lời giải của một bài toán con thì là 4, một lời giải thì là 3. Mắc của 4 và 3 chúng ta là 4, và chúng ta lưu lại lời giải thôi. À, đến đây là chúng ta sẽ xong bước 2, lưu lại lời giải của các bài toán con. Ở đây là chúng ta sẽ xong bước 2, lưu lại lời giải của bài toán con. Thì bước tiếp theo của chúng ta là sẽ là bước 3, chúng ta sẽ là tổng hợp lời giải để đưa ra lời giải của bài toán tổng quát. Thế nhìn ở đây thì chúng ta sẽ thấy gì đây? Chúng ta thấy đây chính là lời giải bài toán tổng quát đây, đúng không? Bài toán to nhất đây, với là cái dãy thứ nhất, là dãy thứ nhất cả chữ Hưng Yên luôn, dãy thứ hai cả chữ Hải Dương luôn. Đấy, thì ở đây độ dài dãy con chung dài nhất của chúng ta là 4. Độ dài dãy con chung dài nhất của hai sâu Hải Dương Yên là 4, là 4. Thế thì cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ phải tổng hợp lời giải để lật ngược, hoặc là chúng ta lấy ra thôi. Thì chúng ta biết được cái bài toán này sẽ giải quyết thông qua cái bài toán này. Cái này dựa vào cái gì đây? Dựa vào cái Bayes, cái lưu lại lời giải, nó sẽ giải thông qua một trong ba bài toán con, để chúng ta cần phải biết giải thông qua bài toán con nào để chúng ta lần ngược đưa ra. Thì ở đây là nó sẽ giải quyết thông qua cái bài toán con này, đúng không? Bài toán con này giải quyết thông qua. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ lật ngược để chúng ta xem nó giải quyết thông qua bài toán con nào. Biểu diễn minh họa giải thuật bằng cái mũi tên nó có rất là có lợi thế, là nhìn nó trỏ này chúng ta sẽ biết ngay bao giờ nó sẽ quay về bài toán con nhỏ nhất thì chúng ta sẽ dừng lại. Chưa? Rồi dựa vào đây chúng ta sẽ kết luận luôn là dãy con chung dài nhất của cái Hải Dương và Hưng Yên của chúng ta sẽ là bốn. Đấy, và cụ thể là như thế nào thì chúng ta cứ xem những cái chỗ nào mà cái Bayes ấy, giá trị của nó giải quyết thông qua bài toán y trừ một z trừ một, thì đấy chính là gì, đấy chính là các cái ký tự chung. Thì nhìn ở đây chúng ta sẽ thấy ký tự chung đầu tiên nó sẽ là gì đây, g đúng không, rồi đến n, rồi đến u và h. Đúng chưa? Thế như vậy là K
cái cụ thể cái sâu độ dài dãy con chung dài nhất của chúng ta sẽ là G này, N này, U và H. Khung à?